Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh em Dân Trịnh xin chia sẻ tới quý cô bác anh chị một số những mẫu sản phẩm bên em đang có ở phân phối, một số những mẫu sản phẩm bên em mới về. Quý cô bác anh chị quan tâm đến sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 803 834004 hoặc 0915 402 977. Em Dân thì bên em ship code toàn quốc, đơn 300k thì em sẽ miễn phí ship cho các bác. Đấy, và đơn trên 500k sẽ có quà. Đấy, đơn trên 300k cũng có quà nhé, nhưng mà quà là chỉ có là quà riêng biệt. Đó là cái bộ gãi lưng kìa. Đấy, cái gãi lưng. Còn ở trên 500k thì đây nó có những cái sản phẩm quà là bộ lấy giấy tai, cái bộ trà rửa xong nồi hoặc là những cái dây sạc điện thoại đa năng. Bên em nhé các nhé. Đấy, thì hàng về thì bên em về rất nhiều các loại các sản phẩm. Đấy, cũng cũ mới, cũ có, mới có các bác nhé. Đấy, thì không để các bác chờ lâu nữa, em Dân xin đi vào chi tiết một số những cái mẫu sản phẩm bên em mới về. Đầu tiên trong video ngày hôm nay thì em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu loa Bluetooth các bác nhé. Loa Bluetooth. Con này thì nó có một cái đặc ưu điểm rất hay, đó là chúng ta kết nối Bluetooth và chúng ta hát karaoke. Hát karaoke thoải mái. Con này thì có cả mic luôn này. Có cả mic cho chúng ta hát karaoke hoặc là các bác chuyển đổi số. Các bác chuyển đổi có một cái dây chuyển đổi. Đâu đi? Có một cái dây chuyển đổi chúng ta này. Đấy, chúng ta có thể chuyển đổi từ loa này, cắm vào jack loa này để chúng ta chuyển đổi lên. Một con này thì nó có công suất của nó là 50W và 15.000A. Đấy, con này hàng của thương hiệu Kimiso của Nhật. Kimiso của Nhật các bác nhá. Đây, và em bật lên em thử cho các bác xem. Bluetooth mode. Đấy, và nó lên này. Con này thì đây, nó đi theo nó có cái mic. Theo nó có mic của nó này. Cái dây nãy em giới thiệu này, một cái dây đeo loa này và một cái dây sạc. Đấy, nó đi theo của cái loa. Đấy, và đằng trước này thì có đèn báo này. Có cái đèn rất là đẹp. Chúng ta có thể chuyển đổi màu sắc nhé. Đấy, chuyển đổi màu sắc và bật tắt. Đây, và em xin thử luôn mic này. Alo, 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 alo. Đấy. Thì nó có mẫu mic hát karaoke các nhé. Nó có mẫu mic hát karaoke đây này. Để chúng ta hát karaoke. Ở đây thì nó có các nút bấm để chúng ta qua bài. Con này thì nó có cả đài FM. Đài FM chúng ta luôn. Đằng sau này thì nó có khay chân cắm tai nghe này. Chân cắm USB này. Cắm thẻ nhớ này. Ở đây là cổng sạc này các bác này. Một cái mẫu loa này là loa Bluetooth, thương hiệu của nó là thương hiệu của Kimiso nhé. Loa này chúng ta để hát karaoke. Hát karaoke thoải mái luôn. Con này thì bên em Dân đang bán với giá là 450.000 một cái. Loa karaoke, loa Bluetooth của thương hiệu Kimiso. Kimiso các bác nhé. Hàng của Nhật, chính hãng 100% luôn. Đấy. Con này thì chúng ta hát karaoke thì tuyệt vời luôn, mặt trời luôn các bác nhé. Mỗi khi có chầu bạn bè nhậu nhẹt thì con này thì chúng ta mang ra chúng ta hát karaoke. Dung lượng pin của nó là 15.000A nên là cũng tương đối là lâu. Sản phẩm thứ hai em Dân muốn giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu mic hát karaoke thương hiệu của Tomahawa. Cái dòng này thì nó là một cái mẫu hàng của siêu thị Nhật người ta thanh lý nhé. Siêu thị người ta thanh lý. Ở trong này thì có đi kèm theo nó là dây và mic. Đi kèm theo nó một hộp này. Dây và mic, hàng thì vẫn còn nguyên siêu luôn. Chứ không phải là nguyên siêu mà hàng còn mới. Nó bị bóc siêu rồi. Đấy, nhưng mà về được một lô đây em xin cắm vào này. Đấy. Đây. Mic của nó này. Hàng đẹp luôn các bác nhé. Mic này hàng đẹp luôn đi. Đấy, và các bác có thể nghe thấy em nói trong hơn rất nhiều với cái mic nãy đúng không ạ? Đấy, các bác có thể tới lại các bác nghe cái đoạn nãy em cắm mic vào và em thử cái mic này. Thực sự ra là nếu mà em thử cái này thì nó theo cái chất lượng của cái điện thoại của các bác là chính thôi. Đấy, tại vì làm sao các bác kể cả em có thử nhạc trên cái loa này thì cái loa của các bác hay thì nó sẽ thử hay, còn loa của các bác không hay thì nó sẽ thử là không hay. Đấy, tại vì nó lại phải qua một cái thiết bị khác, đó là thiết bị cái điện thoại của các bác rồi. Đấy, nó không được thực tế như em đang ngồi đây đúng không nhé, nó không được thực tế. Đấy, các bác bật nhạc DJ thì nó lại bật theo cái trống cái chép của cái điện thoại của các bác. Đấy, còn các bác nghe đây thì không thể nào nghe được, chắc chắn khẳng định không thể nào nghe được đúng cái chất giọng, chất liệu của cái chất liệu âm thanh ở đây. Đấy, đây là khẳng định như thế. Đấy, và một cái loa này thì bên em Dân đảm bảo với các bác là các bác kiểm tra thoải mái và cái mic này thì về nhà nhận hàng sử dụng thoải mái. Đấy, lỗi lầm em Dân đổi trả luôn nhé các bác. Lỗi lầm em Dân đổi trả luôn nhé.
Đấy. Con mic này thì bên em dân đang bán với giá là 350.000 đồng. Bật tắt đi. Alo. Tắt đi. Alo không nghe thấy gì nữa. Đấy, bật tắt ở đây. 350.000 đồng một cái mic này. Một cái sản phẩm tiếp theo em dân muốn giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu hộp đựng thực phẩm để cho chúng ta để trong tủ lạnh nhé. Một cái hộp đựng thực phẩm này thì nó gồm có này 1 2 3 4 5 6 7 8 8 hộp, và nếu mà tính theo của nó là mã của nó là 1 2 3 4 5 5 5 5 5 mã. Trong đó thì có 1 2 3 hộp to, 2 hộp nhỡ và 3 hộp bé. Hộp bé này thì có dung tích của nó là 300 ml. Hộp nhỡ này là 600 600, và cái hộp to cái này, hộp này là 900 900 này. Con này là lít 3, con này là lít 3 này, và con này là 2 lít, hơn 2 lít. Đấy, con này thì sản phẩm, những cái dòng sản phẩm này thì nó là thành phần nhựa cao cấp của Nhật nhé. Hàng này hàng nội địa Nhật luôn này con này. Hàng này hàng nhựa cao cấp, hàng nội địa Nhật luôn, hàng Made in Japan, hàng chính hãng 100%. Con này thì nó là có thể tái tạo này, nhựa này có thể tái tạo mà là nhựa thành phần nhựa này, nhựa cao cấp nhé, dẻo này. Đấy, hàng xịn luôn coi nhé, chứ không phải là cái hàng bình thường đâu. Đấy, nó không phải là như cái chất liệu nhựa của chúng ta mua ở chợ. Đấy, không phải chất liệu chúng ta mua ở chợ ở quê mình đâu. Đấy, hàng này thì hàng xịn, đảm bảo với các bác luôn về chất lượng. Đây là cái khay đựng đồ ăn, đựng thực phẩm để các bác cất trong tủ lạnh, rất là tiện lợi, các bác dùng có các kích cỡ cho chúng ta luôn. Một cái khay, một cái combo, một combo hộp nhé, là khi các bác mua hàng một combo hộp nó như thế này. Đấy, nó combo như này thì bên em dân đang bán với giá là 280.000 đồng. Đây, một combo như này 280.000 đồng, em đang có hai màu trắng và màu xanh da trời nhé. Đấy, thì các bác không chọn màu thì các bác ấy thì em chọn màu ngẫu nhiên cho chúng ta nhé, chọn màu ngẫu nhiên. Nói chung là hai màu đều đẹp hết, hai màu đều đẹp cả. Đấy, đây là một bộ combo hộp, hàng thì đảm bảo cho các bác luôn là hàng chất lượng 100%. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu robot hút bụi. Cái mẫu này thì nó tự động, cái chổi này, những cái chổi này thì nó quét này. Đấy, nó quét cho chúng ta này, và ở đây là nó hút vào này, ở đây thì nó hút khí vào. Đấy, nói chung là cái mẫu này thì nếu mà theo em đã sử dụng thì em cảm thấy là nó cũng là ok thôi. Đấy, với cái mức này thì nó vẫn là ok, nó hút cũng tương đối là sạch, nó cũng được gọi là tương đối được. Đấy, nó cứ tự động nó chạy này thôi, các bác sạc, các bác sạc điện vào thì nó cứ thế nó chạy thôi. Đấy, nó chạy xung quanh, cứ hết chỗ này bao giờ vướng cái lại chạy chỗ khác, và nó hút bụi cho chúng ta. Và cái chỗ này chổi lên nó quét, cái này thì các bác thông cảm nhé, tại vì làm sao nó ở đây các bác có thể nhìn thấy nó không hút được. Với cái thảm này nó có những cái lông này này, đấy, nó sẽ bị ngăn cản rất là nhiều. Đấy, và đây các bác có thể nhìn thấy nó hút, nếu mà nó hút nó quét thì cũng tương đối là ok đấy, nó cũng rất là ổn định. Đấy, đây, và nó chạy ở đây. Con này thì nó hút bụi lên đây, chúng ta chỉ việc cậy này ra đây thì úi rồi, nó cũng hút rất là ok này các bác này, nó hút rất là ok này, bụi bặm này, bụi bặm này rất là nhiều này. Và đây nó có tấm lọc cho chúng ta này, để nó lọc bẩn bụi, nó không cho bẩn bụi hại cái thiết bị. Đấy. À, một cái mẫu robot hút bụi này thì bên em dân đang bán với giá là 220.000 đồng một cái. Hàng của nó thì nó là hàng nội địa Trung, hàng của Trung thôi. Đấy, nói là cũng phải nói rõ thế, không là đến lúc mà các bác nhận hàng thì nó lại rất là mang tiếng. Và bên em là nói rõ luôn, đấy, quan điểm là rõ ràng, hàng nào bổ hàng đấy. Nhưng mà cái sản phẩm này nó cũng dùng rất là ok, em đã thử nghiệm, nếu mà so với mức là ok thì con này cũng rất là ok cho chúng ta. Đấy, một cái sản phẩm rất là tiện lợi, và cái độ pin của nó thì cũng khá là được nhé. Con này thì mẫu pin này có thể sử dụng trong vòng, nếu mà như hôm nay em test thì nó hết pin thì nó rơi vào khoảng 4 tiếng. Đấy, 4 tiếng thì cứ nói chung là từ tầm rơi vào tầm từ 3 đến 5 tiếng ở giữa đi, 4 tiếng ở giữa thì nó rơi vào cửa. Con này là sạc đầy pin, nó có thể chạy được từ 3 đến 5 tiếng. Hàng thì mới về nên là em chưa test chuyên sâu được. Đấy, đây, nó quét này các bác này, nó quét bụi này, nó quét bụi để nó vào hút vào cái chỗ này này. Đấy, các bác dán cái tấm này nó vào đây nhé. Đấy, một máy hút bụi robot hút bụi chứ. Cái này các bác lên cho em mã này là mã robot hút bụi nhé. Đấy, bên em dân đang bán với giá là 220.000 đồng một mã này. Đấy, một sản phẩm tiếp theo em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu đèn pin. Một cái mẫu đèn pin đội đầu. Mẫu đèn pin đội đầu này thì bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng một cái. Con này thì nó có một cái rất là thông minh này. Tắt, mở, tắt,
mở, tắt, đó. Vẫy tay thôi, các bác chỉ cần phải tay thôi. Đấy, là cái lúc các bác khi dùng nhé, các bác bấm nút này này, phải tay đặt, phải tay này, phải tay này, phải tay này, phải tay này, là nó sẽ tự động thấy người, nó sẽ tắt này. Đấy, còn là các bác để sang nút này thì nó không tắt nữa, không tắt nữa thì các bác có hai nút ấn thì tùy chúng ta ấn, và con này nó báo phần trăm pin cho chúng ta này, nó báo phần trăm pin. Đấy, cái sản phẩm này thì chúng ta sạc ở đây nhé, các bác sạc ở đây, lỗ cắm sạc và lỗ USB để chúng ta sử dụng. Con này bên em Dân đang bán với giá là 200.000 đồng, các bác có thể tự điều chỉnh nhé, điều chỉnh cái trung tâm sáng của nó này. Nếu mà so với em nhìn thấy thì con này cũng tương đối, nhưng mà cái khoảng cách con này nó không phải là giờ thành phần gọi là siêu sáng, các bác đi xoay cua xoay ốc ếch thôi. Đấy, con này thì xoay mini thôi, nhưng mà nó sáng thì nó cũng ok, không sáng xa. Con này 200.000 đồng của thương hiệu Lesenger của Đức, Lesenger của Đức, 200.000 đồng thôi, 200.000 đồng một cái mẫu sản phẩm này. Một cái sản phẩm tiếp theo em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu tua vít của Toto này. Hàng Toto thì thương hiệu này nó nổi tiếng rồi. Con này thì nó có gập này thôi và nó có trợ lực cho chúng ta này. Các bác muốn vặn ngược vặn xuôi thì các bác chỉnh ở đây. Này. Về giữa thì là nó dừng lại này. Đấy, vặn trái vặn phải thì chúng ta chỉnh ở đây này. Các bác xoay cái đen này là chúng ta có thể sử dụng được. Một cái mẫu sản phẩm Tovit Toto này bên em Dân đang bán với giá là 150.000 một cái nhé. 150.000 một cái Tovit Toto này. Hàng đẹp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu tua vít đóng. Tua vít đóng nhé. Tua vít đóng đây. Một vỉ của nó gồm có 7 món. Đấy này gọi là để giới thiệu sản phẩm. Một vỉ của nó gồm có 7 món. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta bóc thì các bác bóc thì đây. À, tại vì nó có cái này nên là nó khí nó vào. Thì đúng ra nếu mà nó không bị rách như này thì khí nó không vào thì nó không bao giờ nó có thể dỉ xét vào trên đầu nó này. Đấy, các bác về có lấy giả dầu các bác lau đi là sạch cái giả lên đầu này. Đấy. Nhưng mà cũng may nó có hơi dỉ này thì mới có giá rẻ được. Chứ mà nếu mà nó có đẹp thì làm gì có chuyện mà giá được mềm như thế. Con này thương hiệu của nó là thương hiệu Pretu các bác nhé. Con này thì một bộ là bên em Dân đang bán với giá là 110.000 đồng. 110.000 đồng một cái bộ như này nhé. Đây là mẫu tô vít đóng các bác, 110.000 đồng. Hàng này là hàng bãi, hàng cũ, hàng thanh lý của siêu thị này. người ta trưng bày ấy, để lâu quá thế là nó bị nhiều một lô đấy, trong kho đấy. Cái này chắc trong để lưu trong kho chưa bán kịp, cũng không phải là đấy đâu, người ta bảo là siêu thị trưng bày, nhưng mà trưng bày gì mà đến cả vài nghìn thùng như này. Đây là một cái mẫu tô vít đóng các bác nhé. Đấy, về bên em thì bên đang bán với giá là 110.000 đồng một vỉ. 110.000 đồng một tổ vỉ tô vít này. Cái sản phẩm tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác là một số những cái mẫu gen nhiệt nhé. Gen nhiệt này thì các bác vui lòng là không chọn màu giúp em, thì em sẽ trộn màu lại. Tại vì làm sao có màu nhiều có màu ít nên bọn em cứ chọn aloso thôi, hoặc là cũng bốc aloso thôi. Ở đây thì nó cũng có cái to, những cái ống to, cái gen to gen bé này, có rất nhiều loại. Đấy, có rất nhiều loại cho chúng ta. Và bọn em bán theo bó ấy, một bó này. Đấy, một bó này là có cận trọng lượng của nó 500g. 500g này. Đấy, 500g. Một bó này thì bên em Dân được. Đây nhá, đây là em ví dụ thôi nhá. Còn là các bác khi nhận hàng nó sẽ có màu khác. Bên em Dân đang bán với giá là 50.000 đồng một bó này. 50.000 một bó 500g. Đấy, và chúng ta không chọn màu aloso thôi. Tại vì cái này nó cái màu sắc của cái này nó không quan trọng lắm, và tại vì mình nối dây mà. Đấy. 50.000 đồng, em xin lỗi, 50.000 đồng một bó. Sản phẩm tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu bình giữ nhiệt. Một cái mẫu bình giữ nhiệt đó nhé. Bình giữ nhiệt này thì chúng ta có dung tích của nó là 30ml. Và có một số lưu ý nhỏ nhỏ cho các bác, đó là khi các bác đã đựng nước lạnh thì chúng ta không đựng nước nóng ngay. Mà khi các bác đã đựng nước nóng ngay thì các bác không đựng nước lạnh. Đấy,
Thì tại vì làm sao, chúng ta mà đang đựng nước nóng mà đựng nước lạnh thì bên em không bảo đảm cho các bác về cái chuyện mất nhiệt đâu. Vì nó làm sao, các bác ví dụ như kiểu các bác đang một viên đá các bác đang để ở đây, xong là các bác dội hết nước nóng lên thì nó sẽ chảy đá và nó sẽ hỏng cái kết cấu bên trong cái bên trong ở bên giữa cái lõi của hai cái lớp inox này. Hai lớp inox này nó có một ở lớp này giữa này có một cái lớp lõi đấy, mà các bác làm như thế là nó sẽ hỏng cái kết cấu và nó sẽ bị mất nhiệt, nó sẽ bị mất nhiệt ở đấy. Đấy, và nó sẽ nhanh hết nhiệt. Nên là một cái số cái mẫu của bên em lưu ý. Đấy, và một cái mẫu bình giữ nhiệt bãi này thì bên em dân đang bán với giá là 60.000 đồng một cái. 60.000 đồng một cái này nhé. Chúng ta về chúng ta dùng thoải mái luôn, dùng thoải mái luôn cho chúng ta luôn. Đây là một cái mẫu bình giữ nhiệt bãi, bình giữ nhiệt bãi nhé. Dung tích là 300ml, 300ml các bác. Con này bên em dân đang bán với giá là 60.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo em dân xin giới thiệu với các bác là một số mẫu băng dính điện nhé. Một số mẫu băng dính điện bãi này. Đấy, trông chỗ này đống này thế thôi, thế mạng 2 tạ của em ở đây đấy. Đấy, nhìn nó rất là bé nhỏ thôi nhưng mà 2 tạ băng chính. Đấy là còn chưa đổ hết. Đấy. À, một cái mẫu băng dính điện này thì có cuộn dày, cũng có cuộn mỏng hơn. Đấy, mà cũng có cuộn mỏng hơn nữa. Đấy, hàng này thì là hàng bãi. Con này một cuộn này thì các bác cứ bốc xô, tính em bốc xô nhé. Bốc xô là em bốc đại thôi. Nói chung là cũng vẫn là đầy đủ cho các bác là các màu sắc, chứ không phải là bốc đại bổ là em tất bốc tất cả các màu này thì là không có. Sẽ bốc cho các bác tất cả các màu sắc, màu trắng, màu đen, màu có màu gì bóc màu đấy. Đấy. Và giá bên em bán với giá là 80.000 đồng một kg băng dính điện này. 80.000 đồng một kg băng dính điện nhé. Đấy. Chất liệu của nó thì rất là dẻo dai. Đây nhé, nhặt đại một cuộn nhé. Đây cuộn vàng này chẳng hạn, thế này nhặt đại đi. Đây. Rất là dẻo dai này. Rất là dẻo dai nhé. À, với mức băng dính này thì chúng ta dùng rất là ok. Rất là ok băng dính bãi này. Đấy. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 80.000 đồng một cuộn. À 80.000 đồng một cân. Băng dính bãi 80.000 đồng một cân Aloso. Tất cả các loại, tất cả các màu sắc nhé. Tất cả các loại và tất cả màu sắc. Một cái sản phẩm tiếp theo nữa đây. Em dân xin giới thiệu với các bác là một cái dòng mũ UES. Mũ UES này, con này thì chúng ta có thể làm vừa làm mũ bảo hiểm và vừa làm mũ bảo hộ. Đấy. Con này dùng cũng rất là ok. Đi ra ngoài đường xe máy cũng rất là ok. Em đi ra ngoài đường gặp cảnh sát giao thông nhưng người ta cũng không hỏi. Thì dùng ok. Mũ này thì dòng mũ là bảo hiểm nên là chúng ta có đi ngoài đường cũng được, không sao cả. Một cái dòng mũ như thế này thì bên em dân đang bán với giá là 250.000 đồng một cái. Mũ UES. UES coi nhé. Cái này mà các bác ví dụ là múc nước tắm các thứ cũng được này. Nó kín luôn này. Hàng thì rất là dày dặn. Con này rất là dày dặn nhé. Mà nó cũng đảm bảo luôn. Đấy, chúng ta có mà va đập các thứ thì nó cũng bảo đảm được đầu chúng ta. Cũng rất là tốt. Đấy, tại vì làm sao nó cũng chống va đập được. Chống va đập được. Em thử đập nhé. Em thử đập này. Em thử đập này. Đây nhé các bác nhìn này. Hơi sốt tí lau đi. Đấy, đập cũng rất là mạnh. Tay em đặt nhầm chỗ, đặt vào đây cái nó hơi đau tay. Chả được gì. Nói chung là đập thì mình cũng dùng hết lực thôi chứ cũng không có phải là gì đâu. Thế nhưng mà nó cũng rất là ok. Nói chung là độ cứng cáp của nó là cũng gọi là ok. Đấy, so với mặt bằng. Rất là dẻo dai này. Rất là dẻo dai. 250.000 đồng một cái, chưa bao ship. Ở đây thì nó có một cái lớp lưới nữa. Các bác nào thích lớp lưới thì các bác che vào. Còn không thì các bác cứ có thể bỏ ra. Đấy, đây là một cái mẫu dòng mũ bảo hộ, mũ bảo hiểm. Bên em dân đang bán với giá là 250.000 nhé. 250.000 một cái mẫu này. Và các bác đội cái mũ này đi phượt đi chơi cũng được. Nhìn rất là phong cách. Rất là phong cách thôi. Một cái sản phẩm tiếp theo em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một số những cái mẫu kìm này. Kìm. Kìm ở đây thì có kìm cắt dây này. Kìm xoắn dây này. Đấy. Và kìm mũi nhọn. Và kìm mũi nhọn bên em đây là đang bán theo cả combo nhé. Combo 3 mũi này. À, thì một cái combo 3 mũi này thì bên em dân đang bán với giá là... Một combo 3 mũi này bên em dân đang bán với giá là 470.000 đồng một combo này. 470.000 đồng một combo 3 kìm này nhé. Con này thì của Quati Germany của Đức liên doanh với Kabushi của Nhật. Đấy, hai cái thằng, một thằng nồi đồng cối đá và một thằng sắc bén ngọt ngào. Thì hai thằng ấy liên doanh với nhau thì cái kìm này thì thôi em nói thật với các bác là không còn gì để chê nữa. Cắt thì rất là tuyệt vời. Cắt thì rất là tuyệt vời nhé. Con này thì cán của nó cũng rất là dày dặn.
để chúng ta có thể đấu điện sống. Đấy, chúng ta đấu điện sống, chúng ta cầm ở đây chúng ta cắt cũng không việc gì cả, nó cũng không bị giật. Nó dùng nó đảm bảo cho chúng ta những cái thiết bị sử dụng trong gia đình. Đấy, một cái mẫu combo kìm này thì bên em dân đang bán với giá là 470.000 nhé. Còn các bác mua lẻ thì cũng có. Và các bác mua lẻ thì một con kìm cắt này bên em dân đang bán với giá là 200. Con kìm xoắn cắt này thì là 200, con kìm xoắn cắt này cũng là 200. Và con kìm mũi nhọn này bên em dân đang bán với giá là 170. Nếu mà các bác mua lẻ thì một combo của nó là 570.000 đồng. Đấy. Còn các bác mua theo combo thì giá nó sẽ ưu đãi hơn một chút cho chúng ta. Một chút nhé. Một cái sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác là một số những mẫu tua vít đa năng nhé. Tua vít đa năng này. Ở đây thì em đang có một cái con tua vít đa năng. Đấy. Con này thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đầu nhé. Con này thì chúng ta có thể dùng một con tua vít này nó bằng 9 con tua vít khác. Bằng 9 con tua vít khác luôn. Tại vì làm sao? Một con tua vít thì nó chỉ có giỏi lắm là con nào nhiều lắm là 2 đầu thôi. Một đầu vuông, một đầu nhọn thôi. Nhưng mà riêng con tua vít này thì nó có cả các đầu hoa thị, đầu chữ U chúng ta này. Đấy, đầu to, đầu bé. Đây, các tam giác to, tam giác bé này. Để các bác có thể xoáy nó rất là đa dạng. Đấy. Mà dùng những cái sản phẩm tiện lợi này thì nó còn có cả cách được điện nhé. Cái này nó có cách được điện cho chúng ta. Được cái là nó còn có cả trợ lực ở đây nữa này các bác này. Đấy, nó có cả trợ lực ở đây cho chúng ta nữa. Nên là dùng nó rất là ok. Nên là dùng con sản phẩm nó rất ok. Mà sản phẩm tốt thì em dân bảo là tốt. Chứ không có chuyện là sản phẩm tốt mà em dân lại bảo không tốt. Đấy, một con này thì các bác có thể xoay hai đầu này. Bẻ ngang bẻ dọc này. Các bác ấn nút này nhé. Con này thì ở bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng một con. 200.000 đồng một cái tua vít. Đấy, cái này, vặn này. Vặn ngược vặn xuôi này. Đấy. Con này là của Nhật. 200k một cái mẫu tua vít này. Hoa thị này các thứ này. Dùng rất là ok nhé, 200.000 đồng một cái. Một cái sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu, một số cái mẫu kìm tuốt dây nhé. Một số cái mẫu kìm tuốt dây. Đấy, con này thì đây này. Các bác có thể cắt dây này. Đấy. Tuốt dây này. Các bác có thể tuốt ở giữa dây nhé. Các bác có thể tuốt ở giữa dây. Đây để em cho nó dịch vào một tí. Đây. Ví dụ các bác đang cần đấu ở giữa thì chúng ta chỉ cần cho vào cái này và chúng tuốt ra này, chúng ta cho vào giữa, chúng ta không đứt một sợi dây đồng nào luôn, không đứt một sợi dây đồng nào luôn. Một con kìm này rất là đa năng này, nó có tuốt dây này. Ép cốt này, cắt dây này. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng một cái. 200.000 đồng một cái kìm tuốt dây kiểu này. Con này thì nó có thể tuốt được rất nhiều kích cỡ này, từ 10 đến 2 dây 24, 02 đến 06, từ to đến bé. Đấy thì tùy do chúng ta đấy chỉnh. Đây còn đây là cái kích thước của nó này. Đấy các bác muốn tuốt nó để thò dài thò ngắn này thì nó theo cái cữ này. Thì ví dụ các bác tuốt cái cốt của chúng ta là cái cốt ví dụ cốt 1 cm. Đấy, cái cốt của nó dài sâu 1 cm thì nó cứ giữ mãi cái cữ này. Chúng ta chỉ cần đâm đến là chúng ta có thể bóp thôi là nó sẽ ra bằng cái sản phẩm đấy. Hàng rất là tuyệt vời luôn nhé. Con này kìm tuốt dây này rất là tuyệt vời luôn. Bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng một cái. 200.000 đồng một cái này. Đây cũng có một cái loại nữa. Loại này thì có 150.000 thôi. Nhưng mà nó lại hơi bị bất cập tí là nó chỉ có tuốt được đến dây 3.2 là cái dây to nhất. Đấy, lõi đồng của nó lên 3.2 là lõi to nhất thì chắc là các bác chỉ tuốt đến dây 4 thôi, hoặc dây 6 thôi. Dây 6 là đã là quá rồi. Đấy, thì một con này thì bên Nam Dân đang bán với giá là 150.000 đồng một cái. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Kabushi nhé. Đấy, con này thì nó hơi bất cập một tí đó là không tuốt dây to. Không như con kia thì có thể tuốt được dây to. Nhưng con này thì không tuốt được dây to. 150.000 đồng. Nhưng mà cái con này lại có một cái hay đó là khi các bác mà làm những cái công trình nhà dân các thứ đó, điện dân dụng các thứ thì chúng ta không cần dùng đến dây to thì chúng ta dùng con này cũng rất là ok. Đấy, rất là ok nhé, 150.000 đồng. Kéo tuốt kìm tuốt dây nhé. Một cái sản phẩm tiếp theo nữa đây, ngay cạnh đây. Bên em dân xin giới thiệu với các bác đó là một số những cái mẫu muôi chiên xào và muôi nấu cơm, muôi sới cơm. Nó không liên quan gì đến cái vở em vừa giới thiệu lắm, nhưng mà tiện nữa gần đây thì giới thiệu luôn. Con này thì là một cái mẫu môi sới cơm, hàng này hàng của nội địa Nhật. Chất liệu của nó đây này, bác có thể nhìn thấy đây, nhựa xịn rất là dẻo này, nhựa xịn nên là rất là dẻo dai này, hàng đẹp luôn.
Con này thì bên em dân đang bán với giá là 60.000 đồng một cái. Hàng của nó rất là chất lượng nhé, cái dòng môi sới cơm này. Các bác về các bác sới cơm thì nó rất là ok. Đấy. Hoặc là các bác nào mà mua đơn trên 700-800 triệu thì em tặng quà cho các bác luôn. Làm quà tặng cho các bác mẫu môi sới cơm này luôn. Em dân nói là làm hàng thì rất là nhiều nhé. Cái dòng môi sới cơm này em rất là nhiều. Nên là các bác cứ yên tâm đi. Đấy. Môi sứa cơm của Nhật. Còn bên này là một cái dòng môi của chiên xào này các bác này. Đây là các cái thông số của nó này. Đấy. Bác nào mà biết tiếng Nhật các bác đọc giúp em đi nhé. Hàng này thì các bác dùng rất là ngon này, hàng Nhật. Con này thì có thể chịu nhiệt độ lên đến 120 độ C, à 200 độ C. Đấy. Các bác có thể xào nấu rang cơm này. Đấy. Gọi là môi chiên xào. Đấy. Con này thì nó là hàng, cũng là hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 50.000 đồng một cái. 50.000 đồng một cái nhé. Đấy. Cũng như con kia. Đấy, các bác mua đơn trên 500k đến, từ 500k đến 1 triệu thì em sẽ tặng quà cho các bác. Hoặc là hơn được, các bác cứ yêu cầu là sẽ tặng. Đấy. Cứ yêu cầu là em sẽ có tặng quà cho các bác khi đơn trên 500.000. Đây là một dòng môi chiên xào nhé. Môi chiên xào hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn cho chúng ta luôn. Một cái sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu chăn của Nhật nhé. Chăn của thương hiệu Fuji. Giới thiệu trước thì đầu tiên thì cứ phải giới thiệu cái thương hiệu và nhãn mác trước. Đấy. Muji. Muji chứ em lại nói nhầm là Fuji. Đấy, Muji của Nhật. Hàng thì đảm bảo cho các bác luôn là hàng chính hãng 100%. Đấy. Bác nào mà mua chăn của bên em rồi các bác biết rồi đấy. Hàng thì tuyệt vời. Đấy, dùng thì rất là sướng. Chất liệu con này thì 100% sợi cắt tông bên trong này. Con này các bác giặt chân nó cũng không bị dồn đâu. Nó không bị dồn đâu vì nó làm đều rồi mà. Hàng công nghệ của nó công nghệ cao. Hàng của Nhật. Nói chung là con này đắp thì nó thấm mút mồ hôi rất là tốt. Đấy, nhất là chúng ta đắp cho con em chúng ta trẻ, bọn trẻ ấy. Thì nó đắp nó không bị khó chịu. Nó không nặng mà nó cũng không khó chịu. Con này thì một cái chân này hơn 1 cân thôi. Đấy, nên là dùng của nó cũng rất là sướng này. Cái đường may của nó cũng rất là tỉ mỉ này. Các bác có thể nhìn thấy chất liệu vải thì nó cũng rất là ok. Con này nếu mà so với mức nhà sử dụng thì chúng ta sử dụng thì em thấy nó là cũng là thuộc dòng rất là tốt rồi. Đấy. Và một cái sản phẩm như thế này thì em đang có hai màu nhé, màu hồng và màu xám. Màu hồng và màu xám này. Bên em dân đang bán đồng giá với giá là 400.000 đồng một cái. 400.000 đồng một cái chăn nhé. Chăn của thương hiệu Muji này. 400k các bác nhé. 400.000 đồng. Chăn. Thì ở đây khi các bác nhận hàng thì vỏ của nó như này. Đấy, vỏ của nó như này cho chúng ta này. Đấy, có một cái túi này và một cái túi vải nữa. À một cái túi giấy nữa để nó đựng. Tại vì chúng ta đi bây giờ chúng ta các bác biết rồi đấy. Bác nào mà hay đi store các thứ thì nó bây giờ nó không dùng túi vải nữa. Tại vì làm sao nó bảo vệ môi trường. Đấy, nên là nó sẽ dùng những cái chất liệu mà có thể dễ dàng mà trong thời gian để nó bảo vệ môi trường. Đấy. Còn cái túi này thì nó phải đựng bắt buộc để nó đựng này, bảo vệ chăn rồi thì nó bắt buộc thôi. Đấy, một cái ni lông này cũng không phải là cái dạng ni lông như chúng ta mua ở chợ, mà cái ni lông này cũng có thể dễ phân hủy. Đấy, cũng nó mất nhiều thời gian nhưng mà nó dễ dàng phân hủy hơn. Đấy, và nó không ảnh hưởng nhiều đến môi trường. Mẫu chăn Muji bên em dân đang bán với giá là 400.000 đồng nhé. 400.000 đồng một cái mẫu chăn Muji này. Đấy, có chăn thì có ngay chiếu luôn nhé các bác nhé. Đấy, có chăn thì có cả chiếu luôn. Đấy, thì chiếu của bên em thì đang có một cái loại đây. Vỏ của nó thì có hai màu, màu túi xám và một màu túi hồng. Túi xám em đã quên mang vào đây. Đấy. Rất là đẹp mắt. Hàng này thì rất là xịn sò luôn. Con này thì bên em dân đang có các kích cỡ chiếu đây. Chiếu mét 2, chiếu mét 6, chiếu mét 8, chiếu 2 mét. Đấy. Một cái dòng chiếu như này thì con 1 mét 2 bên em dân đang bán với giá là 350.000 đồng. Con 1m6 thì bên em dân đang bán với giá là 308. Con 1m8 bên em dân đang bán với giá là 400. Con 2m2 thì bên em dân đang bán với giá là 500.000 đồng. Đi kèm theo nó thì có một đôi vỏ gối. Một đôi vỏ gối đấy. Một đôi vỏ gối. Chất liệu của nó thì là bằng mây các nhé. Bằng sợi mây đã về được xử lý. Nói chung là người ta đã làm rất là tỉ mỉ cho chúng ta để nằm nó rất là bền bỉ và nó mát. Viền xung quanh của chúng ta là được bằng làm bằng lụa. Đấy. Và
các bác có thể lật mặt này ra để chúng ta nằm mùa đông và lật mặt này vào để chúng ta nằm mùa hè. Một cái mẫu chăn à một cái mẫu chiếu của Fuji này thì bên em dân đang bán với giá là đấy, như em vừa giới thiệu đấy, có kích cỡ, nó bán theo kích cỡ nhé, nó bán theo kích cỡ ở đây. Đấy. Thì quý cô bác các anh chị ưng cái sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977 nhé. Em dân ship quốc toàn quốc luôn. Một cái sản phẩm tiếp theo nữa đây em dân xin giới thiệu với các bác đó là một số những mẫu bóng đèn năm cánh này, một con bóng đèn 5 cánh và 4 cánh, 4 cánh và 5 cánh. Đấy. Cái mẫu 4 cánh thì bên em dân có công suất của nó là một con này là 75W này. Đấy, khá là lớn nên là tương đối là sáng. Và một con 5 cánh này thì là 100W này. 5 cánh 100W. 5 cánh và một điểm sáng trung tâm là 6 điểm sáng. 6 điểm sáng các bác nhá. Đấy, con này trọn bộ của nó là nó có nguyên đuôi này thôi nhé các bác nhá. Đấy thì một số video thì em có lắp cái này vào để em test. Đấy cái đuôi cảm biến này vào em test, nhưng mà thực ra là cái đuôi này em bán lẻ, bán riêng. Các bác thông cảm cho em là cái đuôi này em bán riêng, em chẳng qua em để tiện đây để em bật tắt cho nó dễ, nó tiện. Đấy nên là các bác thông cảm nhé, nhiều bác lại cứ tưởng là nhận hàng các bác đặt hàng rồi các bác cứ nghĩ là có cả cái này. Thế là đâm ra rất là khó em, tại vì giờ gửi hàng đi rồi. Đấy mà em lại cũng quên không nói rõ, nên là video này em có thể phải nói rõ luôn cho các bác là nó chỉ có bóng đèn thôi. Nó chỉ có bóng đèn này thôi. Đấy, đuôi xoáy thôi, còn cái đuôi này là em bán riêng, đuôi này em bán riêng nhé. Một cái sản phẩm đèn 5 cánh này thì bên em dân đang bán với giá là 150.000, còn cái đuôi này bán riêng 100.000 nữa là 250.000 một bộ này. Đấy là phải các bác phải thông cảm cho em là em phải nói rõ như thế, không là thực ra là nó cũng ấy thôi, nó rất là dễ bị hiểu nhầm. Đấy một cái mẫu đuôi cảm biến này thì chúng ta sử dụng điều khiển, chúng ta bật tắt để nó sáng. Và con này thì chúng ta có điều khiển có thể xa, các bác có thể treo cái điều khiển này, các bác treo cái điều khiển này vào, nó có cái giá treo, chúng ta khoan chúng ta treo vào tường để đầu giường để chúng ta bật tắt, ví dụ là nhà chúng ta để toàn nhà ngày xưa ấy, bây giờ ít bác để làm điện đảo chiều đầu giường, nên là cứ ví dụ là mùa hè thì không sao, hoặc là thấy không sao, chúng ta cứ lên giường nằm rồi mà lại phải xuống bật tắt điện thì nó rất là mệt, nó rất là ngại. Thì cái mẫu này thì nó tích hợp cho chúng ta là các bác chỉ việc xoáy cái bóng này vào thôi, xoáy cái bóng này vào đấy và chúng ta bật tắt, nên là nó rất là tiện lợi, nó rất là tiện lợi thôi nhé. Một cái mẫu đuôi này, một bộ đuôi này của nó này thì bên em dân đang bán với giá là 100.000 đồng một cái, 100.000 đồng một cái, bóng 5 cánh 100W. Thì bên em dân đang bán với giá là con này thì bên em dân đang bán với giá là 150.000 đây. Các bác có thể nhìn thấy bóng nó chưa? Các bác nhìn bóng thì nhà em đang dùng đấy, em đang dùng để em làm ánh sáng để quay video thực tế luôn, chứ không có gì bác nào đến nhà em rồi thì các bác biết đấy. Các bác cứ tưởng là thực dân nó lắp quạt trần, không phải đâu, cái này không phải là quạt trần đâu các bác nhé, cái này là bóng đèn. Đấy, bóng đèn 5 cánh. Và hàng này thì rất là ok, con này dùng rất là ok. Một cái sản phẩm tiếp theo em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu đuôi bóng đèn cảm biến. Cái mẫu này thì nó khác cái mẫu kia nhé. Nhiều bác cứ bảo em là cái đuôi kia người ta bán có mấy chục, nhưng mà cái đuôi đấy là các bác phải vặn, các bác có cái lỗ đây này để chúng ta vặn. Đấy, cái đuôi đấy thì em trước cũng bán cũng bằng con này, cũng loại này, nhưng mà nó khác, cái đuôi này giờ là nó gạt này các bác này, nó gạt nút này. Đấy, con này thì cũng thế này, cũng gạt nút cho chúng ta này. Đấy, ngày đêm và 24 giờ này, con này thì 15 giây, 45 giây và 5 phút. Đấy, một cái mẫu đuôi cảm biến như này thì các bác treo vào và chúng ta đấu điện trực tiếp cái dòng điện 110 hoặc điện 240V nhé, từ 110 đến 240V chúng ta đều đấu được. Đấy, và con này thì đây AC 40W này, 50W này, 110 thì dưới 40W, con này 50W. Đấy thì tùy chúng ta. Đấy, và chúng ta không nên dùng con này quá nhiều watt. Một cái sản phẩm như thế này thì bên em dân đang bán với giá là 100.000 đồng một cái, 100.000 đồng một cái mẫu đuôi đèn cảm biến này. Cứ thấy người đi qua nó sẽ sáng các bác nhé, nó có cái mắt cảm biến này, nó cứ người đi qua nó sẽ sáng. Và các bác về các bác đấu điện vào đây cho em nhé, các bác đấu điện vào cái dây này cho em. Con này bên em dân đang bán với giá là 100.000 đồng, 100.000 đồng một cái. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo thì bên em dân xin giới thiệu với các bác một cái mẫu máy hút bụi nhé. Cái mẫu máy hút bụi này thì nó là có màu đen thôi, nó có màu đen một màu thôi. Và con này thì chúng ta cắm sạc, các bác cắm sạc nhé. Các bác cắm sạc cái đuôi này, các bác cắm sạc cái đuôi này. Và con này thì chúng ta sử dụng bằng cục pin trong này, nó là dòng pin 18650 nhé. Các bác sạc bên trong này nhé. Đấy, và chúng ta bật này, nó hút này. Hút rất là khỏe.
Các bác có thể nhìn thấy nó rất là khỏe này. Chú cho nó một điểm tựa nó sẽ bày cả thế giới luôn. Con này thì ở bên trong này nó có một cái tấm lọc này, một cái lọc bụi. Các bác mỗi lần mà hút bụi xong thì chúng ta vệ sinh qua đi, lấy cái gì thổi qua đi hoặc không, các bác để lại được. Em hay để này để thổi nó ra. Một cái mẫu máy hút bụi này thì cũng hút rất là ok. Chúng ta hút ghế sofa, các bác hút ô tô, hút những bụi bẩn ở trên ô tô cũng rất là tiện. Một con này thì bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng một cái các bác nhé. 200.000 đồng một cái mẫu máy hút bụi này. 200.000 đồng một cái mẫu máy hút bụi này nhé. Đây là mẫu máy hút bụi này, là máy hút bụi mini. Đấy, các bác thấy yếu yếu thì các bác cắm sạc vào ở đuôi này cho em nhé. Các bác cắm sạc vào. Và các bác có thể nối nó dài dài ra để chúng ta hút vào những chỗ mà chúng ta nó cảm thấy nó khó. Nên nó khó hơn. Đấy, rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi. Con này thì nó có xuất xứ của nó là Đài Loan nhé. Ở Đài Loan. Đấy, xuất đi các nước. Hàng này đẹp. Cũng được. Hàng này dùng cũng rất là ngon. Đấy. Máy chạy rất là khỏe. Máy chạy rất là khỏe. 200.000 đồng. 200.000 đồng một cái mẫu này các bác nhé. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu ô dù đa năng. Ô dù thì bên em đang có hai màu. Màu xanh. Màu xanh và màu hai màu xanh này. Đấy. Một con này thì đây, em xin mở ra đây các bác xem này. Bấm này. Đấy, khung của nó cũng rất là cứng cáp này. Nói chung là khung nó cũng rất là ok. Đấy. Bấm này. Mở này. Bấm này. Mở. Con này thì của nó ra là bán kính của nó đây là cũng phải hơn mét. Đấy, khung nó cũng hơn mét. Một cái mẫu ô dù này thì bên em dân đang bán với giá là 120.000 đồng một cái nhé. 120.000 đồng một cái tự động, tự bấm này. Tự bấm cho chúng ta luôn. Tự bấm cho chúng ta luôn. Ô dù đa năng. Dùng xong thì các bác quấn lại. Cất đi. Đấy. Con này bên em dân đang bán với giá là 120.000 đồng một cái. Ô dù đa năng này. Ô dù. Dùng cũng rất là ok nhé. Một mẫu ô dù này 120.000. Dùng cũng rất là ok. Một cái sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác. Đó là một cái mẫu bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Một cái mẫu bàn chải này thì thương hiệu của mã của nó là X3 nhé. Nó có rất nhiều loại trên thị trường. Đấy. X2, X1. Đấy, con này là mã của nó là X3. X3 này thì bên trong con này thì của nó gồm có là một cái thân máy và bốn cái đầu. Một cái thân máy và bốn cái đầu bàn chải. Đấy. Con này thì đầu bàn chải của nó đây. Những cái sợi rất là sợi kem sợi ấy này rất là nhỏ để nó có thể xen vào những cái kẽ răng rất là tốt. Đấy, chúng ta đánh rất là sạch và con này thì rất nhiều chế độ này. Đấy. Đấy, các bác ấn về cuối cùng nó hết hoặc không thì các bác giữ đây. Đấy, các bác giữ im này là nó cũng sẽ tự tắt cho chúng ta. Đấy, mỗi lần thì ví dụ chúng ta bật lên lại cái nào lại nhớ lại cái chức năng hôm qua chúng ta đánh. Và các bác có thể nhìn thấy dùng rất là khỏe. Nó dùng rất là khỏe luôn. Nên là một cái mẫu bàn chải điện này thì chúng ta đánh răng rất là tốt. Và nó có rất nhiều chế độ cho chúng ta. Đấy. Thì con này bên em dân đang bán với giá là 150.000 đồng một con. 150.000 đồng một con bàn chải điện này các bác nhé. Khi các bác hết pin thì các bác cắm sạc vào đằng sau này cho em. Các bác cắm pin vào đây, cắm sạc vào đây. Để chúng ta sạc điện thoại. Để chúng ta sạc điện thoại, sạc như sạc điện thoại nhé. Ở trong này của chúng ta là có dòng cái pin, có viên pin 18650. Con này thì pin của nó cũng rất là bền bỉ nhé. Tâm sự thật luôn là em chưa sạc một lần nào. Từ cái ngày mà bán cái này là vẫn có một con này để quảng cáo. Và thề luôn là chưa sạc một lần nào với các bác luôn. Đảm bảo với các bác luôn là em chưa sạc một lần nào. Đấy, cam kết vậy. Là các bác có thể biết là em bán cái bàn chải này cũng rất là lâu rồi đấy. Đấy mà từ ngày đầu đến bán đến giờ chưa sạc là các bác biết là cái độ trâu bò của con pin này cũng rất là ok rồi đấy. Chứ không phải là bình thường đâu. Đấy, tâm sự thật luôn.
một cái mẫu bàn chải 150.000 đồng, 150.000 đồng một cái. Còn đây là một cái mẫu kem đánh răng các bác nhé, thương hiệu của nó là thương hiệu Sunstat. Cái mẫu, riêng cái mẫu này thì các bác có thể truy cập cái địa chỉ website của nó này, tại vì làm sao nó liên quan đến sức khỏe nên em phải giới thiệu rất là kỹ. Bình thường những cái mẫu kéo cắt cành cắt cây các thứ hay là những cái mẫu bình nước hay là hộp nhựa các thứ thì em không cần phải giới thiệu chi tiết như thế, nhưng mà riêng con này là chúng ta là đánh răng cho vào mồm nên là phải em phải rất là cẩn thận đấy. Con này là thương hiệu của các bác có thể truy cập trong web của nó. Con kem này đánh răng này đảm bảo với các bác luôn đấy. Ở đây là B này, chắc là vitamin B là cái gì để sạch răng này đấy. Con này thì nó có công chức năng là 3 trong 1 này, 3 trong 1 các bác nhé. Một cái mẫu kem đánh răng này thì bên em Dân đang bán với giá là 100.000 đồng một cái, một típ này, 100.000 đồng một típ kem đánh răng này các bác nhé. Phẩm tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái dòng cân tiểu ly nhé. Một cái mẫu cân tiểu ly này thì chúng ta chỉ cân được lên đến 3 kg thôi, nhưng mà nó rất là chính xác, độ chính xác của nó cũng rất là cao. Đây em xin test thử cho các bác luôn này, thực tế luôn này. Đầu tiên khi bật lên nó sẽ hello đấy, và chúng ta cân những cái bé này đấy, chúng ta phải về không trước nhé. Đấy, nó đang bị lệch thì chúng ta phải chỉnh về không. Đấy, chúng ta chỉnh về không và chúng ta cân này. Đấy, nó những cái bé nhất này, 11.2 gram này. Đấy, các bác không biết các bác nhìn rõ không? Đấy, vẫn nhìn thấy rõ ok này. 11,2 gram hoặc là những cái này nhẹ hơn này. Đấy, nhẹ hơn này. 10,8 gram này. Đấy, hoặc là những cái nặng hơn này. Nặng hơn này. Nặng hơn nữa này. Thì nó đều có thể cân được. Đấy, làm sao mà cứ không quá 3 kg. Không quá 3 kg và nhẹ hay nặng đều có thể tải được tất. Đều có thể tải được tất nhé. Đấy. Con này thì trông thế này thôi thì mới được có đâu 800, hơn 800 gram chưa được 1 cân. Đấy. Thì nó có thể cân rất là chính xác. Đấy, độ chính xác của nó cũng rất là cao. Đấy, một cái mẫu cân tiểu ly. Cân tiểu ly các bác nhé. Các bác dùng xong thì các bác tắt đi. Con này thì mẫu này thì nó sử dụng bằng cái dòng pin. Hai dòng pin 1,5 V này. Cho chúng ta luôn. Đấy, mẫu cân tiểu ly này bên em Dân đang bán với giá là 200.000 đồng một cái. 200.000 đồng một cái mẫu như này các bác nhé. Đấy, bản của nó này. Rất là đẹp. Hàng rất là xịn xò luôn nhé. Hàng rất là xịn xò cho chúng ta luôn. Cam kết các bác là hàng đẹp. Con này bên em Dân đang bán với giá là 200.000 đồng một cái. 200.000 đồng một cái cân tiểu ly này. Một cái sản phẩm tiếp theo bên em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu tông đơ hớt tóc nhé. Một cái mẫu tông đơ hớt tóc này. Con tông đơ hớt tóc này thì bên em Dân đang bán với giá là 150.000 đồng một cái. 150.000 đồng một sản phẩm. Đây em xin bóc hộp mới cho các bác xem. Đây là một bộ của nó này. Thì nó có gồm có là một cái đốc sạc và một cái máy, thân máy. Và chúng ta sử dụng con này là sử dụng dòng pin 18650. Chúng ta sử dụng dòng pin 18650 để chúng ta sử dụng. Đấy. Con này thì hết pin thì các bác lôi ra các bác sạc. Các bác sạc nhé. Đây là một cái mẫu tông đơ hớt tóc. Tông đơ hớt tóc. Đấy. Bên em Dân đang bán với giá là 150.000 đồng một cái. 150.000 đồng một sản phẩm này các bác nhé. 150.000 đồng tông đơ hớt tóc. Tông đơ hớt tóc thương hiệu của nó là thương hiệu của Vitaget T9 nhé. Vitaget T9. Vitaget T9. Đấy. Cắt tóc. Một cái sản phẩm tiếp theo thì bên em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu các bác, cái này thì các bác uống bia thì tuyệt vời này. Uống bia uống rượu này. Đấy. Cho vào rượu được, cho vào cái ấy rượu được thì nó không bị mất mùi vị. Một viên đá này chúng ta cho vào tủ lạnh. Đấy. Khi mua về thì các bác cho vào trong tủ ngăn đá tủ lạnh nhé. Rồi chúng ta bỏ ra như viên đá bình thường thôi. Đấy, thì chúng ta cũng uống bia uống rượu thì chúng ta bỏ vào. Đấy. Thì nó cũng rất là ok. Một cái mẫu đá vĩnh cửu này. Đấy. Một hộp này chất liệu của nó inox không độc hại nhé. Đặc biệt một cái ưu điểm nó là không độc hại các bác. Đấy. 100 con này 200.000 đồng một hộp này. Sản phẩm tiếp theo em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu đèn bão. Một cái mẫu đèn bão nhé. Đấy. Hoặc chúng ta bật quạt này. Bật quạt này, bẻ góc này. Rất là ok. Đấy. Hết pin thì chúng ta sạc bằng năng lượng mặt trời này. Sạc bằng năng lượng mặt trời này.
hoặc là cắm sạc lên, hoặc chúng ta cắm sạc đây. Còn đây là một cái cổng USB để chúng ta lấy sạc ra làm sạc dự phòng. Có một cái điểm rất hay đó là ở đây thì chúng ta có thể làm lấy cái pin ở đây ra để chúng ta sử dụng khi mà bí quá. Đấy, rất là tiện lợi. Một cái mẫu này là mẫu đèn bão nhé, đèn bão. Bên em dân đang bán với giá là một cái mẫu đèn bão này, bên em dân đang bán với giá là 160.000 đồng. Thương hiệu của nó là Hakaio, hàng của Nhật nhé. Hakaio. Đấy. Vừa rồi thì em dân vừa mới lên cho các bác một số những cái mẫu, những cái sản phẩm bên em đang có phân phối. Các bác ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004. Xin cảm ơn các bác đã xem video của em. Em dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Xin cảm ơn các bác.